nắng chiên, nướng sa tế, nướng muối ớt, nướng muối ớt, nướng sa tế, nướng muối ớt, mực nắng chiên, cá nắng là chỉ có cá, mực cuộn nắng, nghe mực cuộn nắng, mực nắng, nướng muối ớt, đại gia. Bên đây thì ăn chung với quay xem cái máy của anh nhỏ. Chị mập quá rồi kìa. Ăn đầu ăn. Bạn kia bạn quay đây thì mình ăn với mì. Cái này là mì trứng chứ không phải là mì gói. Người ta để thì mì trứng với hành phi. Em xin tính chính lại là chai bia này của cái anh cái bên chứ không phải của em.